Kính thưa quý khán giả, theo tử vi tháng 9 2024 thì tháng mới của tuổi Bính Sửu nên cẩn thận với những cái hung khiển tiềm tàng xung quanh mình trong cuộc sống hàng ngày, bởi ảnh hưởng của hung tinh tìm đến bạn không hề nhỏ. Những cái vấn đề khiến bạn trăn trở bấy lâu nay không có cách nào giải quyết ổn thỏa thì người tuổi Bính Sửu có tâm trạng đặc biệt u uất, nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của vị nhân. Những người lớn tuổi xung quanh bạn tương hình thực sự khiến bạn có những cái nỗi niềm không thể nào diễn tả thành lời. Nhiều đêm thì bạn trằn trọc khó lòng tìm được giấc ngủ vì những cái lo âu, những cái trăn trở không ngừng ám ảnh trong tâm trí. Những cái suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại, tạo ra sự căng thẳng và mệt mỏi không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần. Bạn cảm thấy sự áp lực từ công việc, gia đình và những cái mối quan hệ xung quanh dẫn đến tâm trạng u uất. Điều này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể của bạn nếu không được chú ý kịp thời. Trong cái thời điểm này, sự hỗ trợ từ những người lớn tuổi cũng như là quý nhân trong cuộc sống của bạn là rất cần thiết để có thể tìm ra được cái giải pháp cho những cái vấn đề này. Đồng thời, quý sử cũng nên thận trọng trong lời nói và hành động của mình trong tháng này. Cần chú ý không làm mất lòng người thân xung quanh vì các mối quan hệ này rất quan trọng trong cái giai đoạn mà bạn đang đối mặt với những cái thử thách trong công việc và trong cuộc sống. Khi ứng xử khéo léo thì bạn không chỉ bảo vệ được cái tình cảm gia đình mà còn có thể nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Hãy nhớ rằng sự thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau sẽ giúp mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn. Đôi khi chỉ một câu nói nhẹ nhàng hay là một cái hành động nhỏ cũng có thể làm dịu đi những cái căng thẳng trong các mối quan hệ. Vì vậy, hãy tạo dựng sự hòa hợp và gắn kết với những người xung quanh bạn trong tháng này. Tử vi tháng 9 2024 dành cho người tuổi Bính Sửu cho thấy tháng này sẽ là cái thời điểm quan trọng với những cái bước phát triển đột phá trong công việc. Các cơ hội thăng tiến có thể xảy ra và khả năng cao là sẽ có sự điều chỉnh về các chức vụ cũng như là tăng lương cho những cái nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Những cái thay đổi tích cực này không chỉ là kết quả của công việc lao động mà còn là cái thành quả của việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên. Sự hợp tác và thấu hiểu trong tập thể sẽ góp phần tạo thuận lợi cho con đường thăng tiến. Đồng thời thì việc duy trì cái thái độ tích cực và tập trung vào công việc cũng là cái yếu tố quan trọng giúp người tuổi Bính Sửu có thể tận dụng tối đa những cái cơ hội này. Hãy chuẩn bị tinh thần và hành động quyết liệt để không bỏ lỡ những cái điều tốt đẹp trong tháng này. Áp lực công việc trong tháng này có thể gia tăng do tác động của tương hình. Vì vậy mà bản mệnh cần phải nâng cao cái khả năng thích ứng một cách hiệu quả. Điều này đòi hỏi bạn không chỉ phải linh hoạt trong việc điều chỉnh các kế hoạch công việc mà còn phải tạo được cái không gian cho cả gia đình. Cụ thể là hãy chú ý quản lý thời gian một cách thông minh để đảm bảo rằng cả hai khía cạnh công việc và đời sống gia đình đều được cân bằng. Có thể áp dụng một số cái phương pháp như là lập danh sách công việc hàng ngày hoặc là phân chia thời gian cụ thể cho từng nhiệm vụ. Việc này sẽ giúp bạn tránh được sự sao nhãng và đi đúng hướng trong công việc. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian cho chính bản thân để thư giãn và nạp năng lượng. Điều này sẽ giúp bạn tăng cường sự tập trung và hiệu suất làm việc. Hãy nhớ rằng, việc tạo ra một cái sự cân bằng là rất quan trọng để bạn không chỉ thành công trong công việc mà còn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Trong tháng này thì những người tuổi Bính Sửu nên áp dụng nguyên tắc nói ít làm nhiều tại nơi làm việc. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm được thời gian mà còn có thể nâng cao hiệu quả công việc. Thay vì nói những điều không cần thiết thì hãy tập trung vào những cái nhiệm vụ quan trọng và hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Hãy nhớ rằng trong thời gian này việc giao tiếp hiệu quả cũng rất là quan trọng, nhưng nên tập trung vào những gì thật sự cần thiết và bổ ích.
Đôi khi thì những lời nói đơn giản và thiết thực lại mang lại cái giá trị lớn hơn rất là nhiều so với sự phức tạp không cần thiết. Chúng ta nên biết khi nào nên chọn im lặng và khi nào là cần phát biểu để tránh gây ra những cái căng thẳng không đáng có. Về tài lộc thì tình hình tài chính có thể gặp nhiều rủi ro, dễ dẫn đến việc hao tốn tài sản. Vì vậy mà chúng ta cần phải thận trọng với các cơ hội đầu tư, đặc biệt là những cái cơ hội mà có vẻ quá là hấp dẫn và mạo hiểm. Nhiều khi thì việc theo đuổi những cái cơ hội lớn có thể khiến bạn đánh mất những cái cơ hội nhỏ nhưng có giá trị. Hãy xem xét kỹ lưỡng và đưa ra các quyết định thông minh để bảo vệ tài sản của mình. Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn và khôn ngoan trong việc quản lý tài chính sẽ giúp bạn tránh được các tổn thất không đáng có. Quan trọng hơn là hãy chú ý đến các khoản chi tiêu hàng ngày, tập trung vào những cái mục tiêu tài chính lâu dài, ghi chép lại các khoản thu chi có thể là một cái phương pháp hữu hiệu giúp bạn quản lý tài chính tốt hơn. Người làm kinh doanh thì cần phải thận trọng trong việc lựa chọn hình thức đầu tư để tránh những cái tổn thất về tài chính không cần thiết. Việc không thực hiện các khoản đầu tư khi chưa có kế hoạch rõ ràng và sự chuẩn bị kỹ càng có thể dẫn đến các rủi ro lớn. Đặc biệt là trong các giai đoạn thị trường bất ổn thì quyết định đầu tư thiếu cân nhắc có thể sẽ gây ra các tình trạng thua lỗ trầm trọng. Do đó hãy nghiên cứu kỹ lưỡng từng cái cơ hội đầu tư để đảm bảo rằng nó phù hợp với mục tiêu tài chính dài hạn của bạn. Bên cạnh đó, việc theo dõi sát sao các khoản chi tiêu và tránh xa những cái khoản đầu tư mạo hiểm là rất quan trọng. Ghi chép lại các khoản thu chi cũng như là tìm hiểu về các phương pháp đầu tư an toàn hơn là cách tốt nhất để đảm bảo và bảo vệ tài sản của chính mình. Sự ổn định trong quản lý tài chính sẽ giúp bạn xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Các bạn nữ tuổi Bí Sửu nên chú ý tiêu dùng, không nên mua sắm quá nhiều thứ không cần thiết, tiết giảm chi tiêu, tránh tình trạng túng thiếu đến khi người thân đau ốm lại không có tiền để lo. Vào khoảng thời gian cuối tháng thì bạn sẽ cảm thấy được giảm bớt cái áp lực hơn, sự thuận lợi trong công việc sẽ giúp bạn làm ăn dễ dàng hơn, tạo cơ hội cho dòng tiền dồi dào chảy vào túi của bạn. Điều này không chỉ mang lại cho bạn cái cảm giác thoải mái mà còn giúp bạn có hơn những cái lựa chọn chi tiêu cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Cảm giác tài chính vững vàng sẽ tiếp thêm cái động lực cho bạn trong các quyết định về đầu tư hoặc là mua sắm. Hãy tận dụng tình hình này để lên kế hoạch tài chính cho tương lai nhằm duy trì trạng thái ổn định và bền vững. Kinh nghiệm và bài học từ những cái tháng trước sẽ là cái cẩm nang quý giá cho bạn trong cái thời gian tới. Và khả năng cao là có nhiều bạn sẽ đòi được nợ hoặc là kiếm thêm được cái nguồn tiền mới trong cái khoảng thời gian cuối tháng nhờ sự phù trợ của Thiên Đức Cát Tinh. Còn về sức khỏe thì người tuổi Bí Sửu nên đi ra ngoài đi dạo nhiều hơn trong tháng này. Đừng nằm ngủ quá nhiều, thay vì ở nhà cả ngày, có thể đi chu ngọ nơi khác, nhưng cố gắng không du lịch sức ngoại kẻo gặp tai nạn bất ngờ.